Minh Thúy xin kính chào quý vị. Lục quân Hoa Kỳ lên kế hoạch chế tạo vũ khí mới, có đầu đạn mạnh tới mức có thể xuyên thủng mọi loại áo giáp hiện có. Vào ngày 4 tháng 8 2017, thì Bộ binh Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ mua tới 8 mẫu súng trường khác nhau để đánh giá vũ khí của Bộ binh Hoa Kỳ tiềm năng trong tương lai. Bộ binh Hoa Kỳ đã xác nhận được một lỗ hổng tiềm năng của lực lượng mặt đất và bộ binh để xuyên thủng các áo giáp bằng cách sử dụng đạn hiện có, Thông báo trên Fred Peace Ops, trang web của Hợp đồng Chính của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ giải thích. Để giải quyết nhu cầu hoạt động này, thì Bộ binh Hoa Kỳ đang tìm kiếm một loại súng trường có khả năng đánh bại các mối đe dọa mới hiện có. Lục quân Mỹ hồi cuối tháng 2 đã tuyên bố là sẽ sớm trang bị mẫu súng trường có thể sử dụng loại đạn đặc biệt, có áp suất buồn đạn lớn ngang với pháo xe tăng, nhằm tăng khả năng xuyên thủng những mẫu áo giáp hiện đại nhất thế giới hiện nay theo Task and Purpose. Theo báo cáo của Military Times năm 2022, thì binh sĩ Mỹ sẽ được trang bị loại súng trường tấn công mới có thể bắn xuyên qua áo giáp. Dịch vụ này đặc biệt quan tâm đến khả năng của các binh sĩ trong việc xuyên thủng các bộ áo giáp tiên tiến. Đơn vị thắng thầu sẽ được quyền sản xuất 250.000 hệ thống vũ khí cùng với 150 triệu viên đạn. Các loại dụng cụ, phụ tùng, đồng hồ đo, phụ kiện cũng được quyền cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Tổng trị giá đơn hàng có thể lên tới 10 triệu Mỹ Kim trong năm đầu tiên và 150 triệu Mỹ Kim mỗi năm tiếp theo với số lượng sản xuất cao hơn. Tướng Milley từ chối cung cấp chi tiết của hợp đồng do đối thủ của Mỹ rất quan tâm đến thông tin về dự án này. Đây là loại vũ khí rất tinh vi và mạnh mẽ. Nó có hệ thống ngắm bắn tích hợp Đồng thời có khả năng kết nối với trang thiết bị của binh sĩ và các loại thiết bị khác mà chúng ta hiện có, ông nói, súng mới có nòng cỡ 6.8 mm, lực bắn mạnh hơn tương đương với đại pháo bắn từ xe tăng, có độ chính xác cao hơn khi mục tiêu ở xa và phù hợp với mọi điều kiện thời tiết, địa hình. Các sĩ quan quân đội Mỹ nói rằng loại súng trường mới tốt hơn bất kỳ loại vũ khí nào trên thế giới hiện nay đây là loại vũ khí có thể đánh bại tất cả các loại áo giáp nào, kể cả áo giáp sẽ được sản xuất trong tương lai mà chúng tôi biết tới. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ tướng Mark Milley nói với Military Times, theo ông đây là loại súng có tầm bắn xa nhất hiện nay mà vẫn chính xác. Bộ binh Mỹ hiện sử dụng loại súng M16, còn được gọi là AR-15. M4 được trang bị từ hơn 50 năm trước, mang tên súng trường tự động thế hệ mới đây là phiên bản đầu tiên trong tổ hợp vũ khí thế hệ mới, được trang bị đạn cỡ nòng từ 6.5 đến 6.8 mm. Loại súng trường mới sẽ thay thế cho hai loại súng cổ lỗ sĩ này. Mục tiêu của lục quân Mỹ là sử dụng súng trường tự động thế hệ mới thay thế 80.000 khẩu súng máy M249 đang được sử dụng hiện nay. Súng trường mới dự định được trang bị cho các đơn vị chiến đấu tầm gần như bộ binh, trinh sát, đặc nhiệm súng mới mạnh mẽ hơn, nhẹ hơn và có tầm bắn hiệu quả 600m, xa gấp đôi so với hiện nay. Dù ở cách xa 600m và mặc áo giáp, mục tiêu cũng bị tiêu diệt. Áp suất bùng đốt đối với súng trường tấn công tiêu chuẩn vào khoảng 45 KSI, tức là kg per inch vuông. Với súng mới thì chúng tôi đang nhắm tới 60-80 KSI, tương đương với pháo xe tăng M1 Abrams một nguồn tin nói với trang Task and Purpose. Hồi tháng 10, thì quân đội Mỹ thông báo đang phát triển các loại súng mẫu cỡ nòng súng 6.8mm và dự định được đem ra bán thử vào mùa hè năm nay. Ngoài súng trường tấn công thế hệ mới được sản xuất hàng loạt từ năm 2022, lính Mỹ sẽ được trang bị kính nhìn ban đêm hiện đại và hệ thống xác định mục tiêu vào cuối năm 2019 thay vì mục tiêu ban đầu của năm tài chính 2022, đại tá Ephraim Norman, trưởng phòng phát triển lực lượng tại Army Headquarters nói: trong 15 năm qua thì quân đội Mỹ chỉ chú trọng vào các vũ khí sát thương được tối ưu cho mục tiêu không có áo giáp bảo vệ. giờ đây, trước tiến bộ công nghệ của các đối thủ tiềm tàng, thì Mỹ cần có loại vũ khí có khả năng xuyên giáp mạnh, cũng như sở hữu sức sát thương lớn và ở tầm xa phù hợp với địa hình đồi núi và sa mạc trung đông ngũ giác đài đang chuyển từ mô hình tác chiến đô thị trong phạm vi hẹp ở iraq sang địa hình đồi núi trống trải của afghanistan súng trường nòng ngắn như m4 phát huy được hiệu quả trong giao tranh đô thị nhưng không đủ tầm bắn để diệt mục tiêu ở xa trong các trận đánh với phiến quân taliban và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở địa hình trống trải đây là lý do thúc đẩy lục quân Mỹ phát triển tổ hợp vũ khí thế hệ mới, gồm súng trường tự động thế hệ mới, súng trường tự động nòng ngắn và mẫu súng trường bắn tỉa cho xạ thủ cấp tiểu đội. Lục quân Mỹ từng tập trung trang bị súng trường nòng ngắn sử dụng đạn 6.5mm và có tính năng tốt hơn khẩu M4. Nhưng dự án đó đã bị loại bỏ để theo đuổi súng trường tự động thế hệ mới. Lục quân Mỹ chưa đặt ra yêu cầu thiết kế chính thức nhưng súng trường tự động thế hệ mới dự định có khối lượng nhẹ hơn, tầm bắn và khả năng xuyên phá tốt hơn vũ khí bộ binh trong biên chế quân đội Mỹ hiện nay. Áp suất buồng đạn lớn có thể giúp cho viên đạn xuyên thủng áo giáp của đối phương ở khoảng cách lớn tới 600m. Điểm nhấn của súng trường tự động thế hệ mới và chương trình tổ hợp vũ khí thế hệ mới là tổ hợp kiểm soát hỏa lực được phát triển riêng biệt, không liên quan tới nòng và khung thân súng đây sẽ là phiên bản thu nhỏ của các hệ thống hỏa lực được sử dụng trên thiết giáp và máy bay giới chuyên gia nhận định đây là một dự án tương đối tham vọng giúp lục quân mỹ tăng cường đáng kể hỏa lực bộ binh ở khoảng cách lớn tuy nhiên việc tăng áp suất buồn đạn lên quá cao có thể trở thành con dao hai lưỡi đòi hỏi súng được chế tạo từ vật liệu bền hơn đồng thời tốc độ hao mòn nòng và buồn đạn cũng cao hơn những dòng vũ khí bộ binh truyền thống cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới